Hello, hello, chào mừng em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Reaction. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục phần 4 đột phá thương khung tập 26 thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đột phá thương khung phần 4 tập 27, hẹn nước 3 năm của Tiêu Viêm và Lạp Lan Yên Nhiên phần 6. Trước khi với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép của anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và là những anh em xem video này, nếu như mà thay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ, đăng ký kênh hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thế nào. Nhìn thấy lão sư không hề mở miệng răn dạy, Tuyết Mi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với Tiêu Viêm mỉm cười cảm tạ, khuôn mặt lãnh diễm xuất hiện ra nụ cười có động lòng người. Ngươi thế nhưng lại biện hộ cho Tuyết Mi, có phải hay không nàng thích nàng rồi? Làm oan gia của Tuyết Mi, Lâm Vĩ tự nhiên là không vui nàng như vậy mà đào thoát, lập tức vội vàng nhảy ra hai tay chống nàng, trừng mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm, trong lòng thầm nói, người này giống như là so với trước kia còn đẹp hơn rất là nhiều. Đối với tiểu mẫn miều Lâm Vĩ, Tiêu Viêm vẫn chưa có quá mức để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thẳng đến khi nàng nhịn không được hai má có chút ửng đỏ, mới cười lớn sợ ánh mắt, lưu lại Lâm Vĩ mặt hồng đứng ở tại chỗ, dậm chân. Mà này Tiêu Viêm, ngươi lần này đến Thiên Ma Thánh Thành, nói vậy cũng là vì luyện dược sư đại hội mà tới. Đem Lâm Vĩ bỏ qua một bên, Áo Thác ngồi bên ghế cười nói. Nghe lời này của Áo Thác, một bên Phấn Lan Khắc ánh mắt cũng sáng lên, vội vàng đem ánh mắt hướng Tiêu Viêm, hắn tự nhiên là biết. Tiểu tử này thuộc loại kiệt xuất thiên phú, nếu hắn tham gia luyện dược sư đại hội, nhất định là ứng viên của giải quán quân. Tiêu Viêm cười cười, ngón tay chậm rãi điểm một chút lên trên mặt bàn cười rồi nói. Tham gia đại hội này còn có cái gì ưu đãi, chẳng lẽ vì tranh một cái hư danh, ta đối với việc đó cũng không cảm thấy hứng thú. Sao cơ, nghe vậy Áo Thác cùng với Phấn Khắc Lan cũng sửng sốt, nhàng nhiên rồi nói. Nếu là người có thể ở luyện dược sư đại hội chủ hết tài năng, tiền đồ khẳng định là một con đường bằng phẳng. Đến lúc đó sẽ không ít thế lực cường đại sẽ mời người gia nhập, mà người danh vọng cùng với địa vị tại Gia Ma Đế Quốc cũng được đề cao. Người phải biết rằng năm đó Đan Vương Cổ Hà nhờ như vậy mà nổi lên. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, duỗi người một cái cười nói. Thật có lỗi, ta không thích đầu nhập vào bất cứ thế lực gì, cho nên vẫn là nói cho ta nghe một chút cái gì là chỗ tốt. Một bên nghe được Tiêu Viêm như thế trực tiếp, Lâm Vĩ nhíu lông mày lại sắn giọng nói. Wow, người này đúng là thực tế đi. Tiêu Viêm buông tay không để ý đến lời của nàng. Ây, tiểu gia hỏa này, thật đúng là không thấy có lợi là không làm. Cười khổ cùng Phấn Lan Khắc nhìn nhau liếc mắt một cái. Áo Thác bất đắc dĩ lắc lắc đầu chậm rãi rồi nói. Dựa theo quy củ, mỗi một quán quân của luyện dược sư đại hội đều sẽ trở thành trưởng lão vinh dự của luyện dược sư công hội, hưởng thụ cùng với các nguyên lão đồng cấp khác phúc lợi cùng với quyền lực. Đến lúc đó, ngươi còn có thể tới bất kỳ phần hội luyện dược sư ở Gia Ma Đế Quốc, được sự trợ giúp trong khoản quyền lực nắm giữ. Hơn nữa, công hội chiếm giữ dược liệu quý giá, ngươi có thể ưu tiên đổi lấy. Đúng rồi, toàn bộ Gia Ma Đế Quốc có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ này sẽ không vượt qua 15 người, chỉ cần trở thành trưởng lão danh dự của luyện dược sư công hội. Bất kỳ thế lực gì trước mặt người cũng phải cân nhắc 3 phần, kể cả là Hoàng Thất, Vân Lam Tông, luyện dược sư công hội hoàn toàn có tư cách nói lời này. Ngón tay trên mặt bàn bỗng nhiên sừng lại, Tiêu Viêm mím môi, cặp mắt lóe ra. Trong lời nói của Áo Thác, hắn trong lòng đã dần dần có chút hứng thú. Hắn biết chính mình sớm hay muộn cũng sẽ cùng với Vân Lam Tông đứng ở vị trí đối lập. Mà ở loại thời điểm này, nếu ở sau lưng có thế lực chống đỡ khiến cho Vân Lam Tông cũng phải kiêng kỵ, tự nhiên là giúp cho Tiêu Viêm giảm đi nhiều phần phiền toái. Nhìn kia rõ ràng Tiêu Viêm đã động tâm, Áo Thác trong lòng khẽ buông lỏng, cười cười cuối cùng chỉ ra một loại hấp dẫn. Rồi nói tiếp, mặt khác lần này phần thưởng của quán quân là một quyển lục phẩm đan dược phương thuốc. Lục phẩm đan dược phương thuốc, đồng tử trong mắt hơi co rút lại. Tiêu Viêm chậm rãi hút một ngụm lãnh khí, loại cấp bậc này giá trị thậm chí không kém hơn địa giai đấu kỹ. Là phương thuốc gì, có tác dụng gì? Tiêu Viêm cẩn thận dò hỏi. Lục phẩm phương thuốc tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà cũng phải nhìn vào hiệu quả đan dược, tỉ như là đan dược lần trước của Hải Ba Đông, giá trị nhiều lắm cũng chỉ xấp xỉ ngũ phẩm phương thuốc. Là linh hồn thể, khôi phục linh hồn lực lượng. Nghe rõ một số từ ngữ mấu chốt, trái tim Tiêu Viêm nhảy lên kịch liệt. Tiểu tử, đưa cho ta phương thuốc này, ngày sau ta sẽ không giết ngươi. Ngay khi nghe điều kiện này làm Tiêu Viêm động tâm, cánh tay trong áo bỗng nhiên là lạnh lên, một đạo mang theo một mùi hương quyến rũ, với hương vị linh hồn tin tức mỏng manh trên vào trong óc, thình lình xuất hiện âm thanh quyến rũ, làm cho bàn tay trong tay áo của hắn đột nhiên nắm chặt. Một ngụm lương khí nhanh chóng vòng quanh trước ngực, khiến cho cơ thể của hắn cảm thấy lạnh lẽo. Hắn đang minh bạch ra chủ nhân của âm thanh này, rõ ràng là Mỹ Đô Tòa Lữ Vương trong cơ thể Thôn Thiên Mãng. Thanh âm mỏng manh quyến rũ lạnh lẽo xuất hiện ở trong não, nhưng lại làm cho Tiêu Viêm toàn thân lạnh lẽo. Bàn tay trong tay áo run lên nhẹ nhẹ, chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng không cho sự kinh hãi xuất hiện trên khuôn mặt, cúi đầu xuống sau một lúc lâu. Sau khi Tiêu Viêm lên tiếng, lại là một mảnh trầm mặc, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương không có làm bất cứ gì đáp lại.
Rốt cuộc từ từ bình tĩnh trở lại, trong lòng bình tĩnh nói với Mỹ Đô Tòa Lữ Vương: "Ngươi muốn đan dược kia?" Lông mày chậm rãi nhăn lại, Tiêu Viêm lần nữa lại trong lòng la lên vài tiếng, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ tăm hơi gì. Thử dò xét mấy lần, đành phải lựa chọn buông tha, ngón tay lại điểm nhẹ nhẹ lên phía trên mặt bàn. Trong lòng từ từ suy nghĩ đến vấn đề khác, hiệu quả của dung linh đan là làm cho linh hồn của thân thể hòa hợp. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương để ý đến như vậy, tự nhiên cũng là bởi vì duyên cớ nàng đang bị phong ấn trong thôn Thiên Mãng. Điểm ấy Tiêu Viêm thật ra cực kỳ minh bạch. Có điều nếu như thật sự là để cho Mỹ Đô Tòa Lữ Vương chiếm được dung linh đan, vậy nàng chẳng phải là có thể nắm trong tay thân thể của thôn Thiên Mãng sao? Vậy đến lúc đó sẽ xuất hiện chính là một đấu tông cường giả trong truyền thuyết. Có lẽ chỉ có Dược Lão hộ thân, Tiêu Viêm mới có thể có chút khả năng chạy trốn. Mặc dù miệng nàng nói là không giết, nhưng mà Tiêu Viêm lại là vẫn như cũ rất là không tin. Nhưng nếu không đáp ứng yêu cầu của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, quan hệ của nàng với Tiêu Viêm có lẽ sẽ là càng thêm ác cảm. Thời gian trước, thôn Thiên Mãng có lẽ còn có thể áp chế Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, nhưng mà Tiêu Viêm cũng không cho rằng nó có thể áp chế nàng cả đời. Mà một khi Mỹ Đô Tòa Lữ Vương một lần nữa mạnh mẽ xuất hiện, như vậy tình cảnh của Tiêu Viêm nhất định sẽ là cực kỳ không ổn. Đáp ứng hay là không đáp ứng, mím môi, Tiêu Viêm ngón tay khổ não xoay xoa cái trán. Trầm ngâm hồi lâu sau, ngón tay đột nhiên di động ở trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn phía áo thác ở trước mặt, thở dài một hơi rồi nói: "Được rồi, ta tham gia. Mặc kệ như thế nào, trước tiên cũng phải lấy được quyển trục, sau đó có quyển trục, bước tiếp theo tự nhiên là cần phải luyện chế ra đan dược. Mà luyện chế cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào Tiêu Viêm. Cho nên đến lúc đó Tiêu Viêm có cùng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương thương lượng hay không, nói không chừng Tiêu Viêm có thể nhờ vào điểm trên, cùng với Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đạt thành một vài điều kiện có lợi cho hắn. Nói thật ra, Tiêu Viêm không nghĩ đến nàng chỉ cần một khi thức tỉnh, liền sẽ trở thành đấu tông cấp bậc, chính là loại cường giả trong truyền thuyết. Nếu có cơ hội cùng nàng hòa giải quan hệ, hắn tự nhiên là cực kỳ nguyện ý. Nghe được Tiêu Viêm đáp ứng, áo thác cùng với phấn lan khác đều là thở phào một hơi. Tiêu Viêm là phân hội bọn họ đăng ký, nếu như hắn đại biểu cho Hắc Nham Thành phân hội tham gia luyện dược sư đại hội chiếm được thành tích, như vậy là Hắc Nham Thành phân hội cũng tự nhiên cũng sẽ giành được vinh quang. Như vậy trong vòng một năm sẽ được bài danh thượng bảng, sẽ có bước tiến thật lớn. Nhìn về mặt tươi cười của hai người, Tiêu Viêm đột nhiên lên tiếng: "Có điều, ta có điều kiện." Vậy áo thác hai người sửng sốt chợt cười rồi nói: "Sao, nói ra nghe một chút nào." "Bởi vì một ít duyên cớ cho nên ta tham gia đại hội phải dùng cái dung mạo lúc trước các người chứng kiến. Hơn nữa tên tham gia cũng phiền toái hai vị giúp ta đem tên Tiêu Viêm đổi thành Nham Kiêu." "Có thể không?" Tiêu Viêm vuốt vuốt khuôn mặt cười rồi nói. Một bên Lâm Phi lưng má hồng trợn mắt nhìn về phía Tiêu Viêm bĩu môi rồi nói: "Này, tham gia thì tham gia, khiến không cho ai nhận ra người làm cái gì." Tiêu Viêm cười cười, không có trả lời nàng, chỉ là đưa ánh mắt nhìn chằm chằm áo thác cùng với Phật Khắc Lan, đợi bọn họ trả lời. Đầu tiên chỉ là một vấn đề nhỏ, áo thác gật đầu nhìn Tiêu Viêm rồi nói: "Xem ra ngươi giống như là dính phải chút phiền toái. Nếu chỗ nào cần sự trợ giúp của chúng ta cứ nói, nếu có thể hỗ trợ chúng ta sẽ cố hết sức." Cười lắc đầu, Tiêu Viêm cũng không có muốn dây dưa ở cái đề tài này rồi nói: "Bất quá các người cũng đừng đặt quá kỳ vọng ở trên người của ta, như vậy kỳ nhân dị sĩ là không ít. Ta chỉ là một tiểu bối, có khả năng miễn cưỡng lọt vào vòng trong đã có thể là coi là may mắn. Năm đó đan vương cổ hà tham gia đại hội đã có cấp bậc một tứ phẩm luyện dược sư, ta đây chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, có lẽ là có chút khó khăn." Nghe Tiêu Viêm nói, áo thác cười lắc đầu rồi nói: "Năm đó cổ hà tham gia luyện dược sư đại hội đã là gần 30 tuổi, ngươi hiện tại được bao nhiêu tuổi? Hơn nữa chúng ta cũng không có hy vọng ngươi tranh đoạt được đệ nhất, vị trí kia thật sự là quá mức khó khăn. Theo ta được biết, lần này có vài luyện dược sư rất là mạnh, đối với vị trí kia đều là như hổ rình mồi. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi có thể tiến vào 10 vị trí đứng đầu là đã có thể làm cho nhiều người cảm giác thấy kinh ngạc." "Đại hội này không có hạn chế tuổi sao?" Tiêu Viêm có chút nghi hoặc vẫn hỏi. "Nếu không có hạn chế tuổi tác, vậy một ít lão gia chỉ cần ra mặt tham gia, bất kỳ người trẻ tuổi nào có thể so sánh hay sao?" "À, tự nhiên là có, lại đại hội chỉ mở ra đối với luyện dược sư tuổi tác là từ 30 trở xuống. Năm đó cổ hà thiếu chút nữa là tiến vào 30 tuổi, cho nên tại phương diện kinh nghiệm đã đứng hạng nhất, hắn chiếm không ít tiện nghi. Có điều hắn luyện dược thiên phú cũng đích xác là hiếm thấy, một tay khống hỏa chi thuật, kinh diễm toàn trường, quả nhiên là trở thành nhân vật sáng chói nhất trong đại hội." Phấn Lan Khắc than thở nói, nhớ tới năm đó Thanh Liên cổ hà hăng há tại trước mặt tất cả luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc biểu diễn một màn điều khiển ngọn lửa vô cùng là hoàn mỹ, khi đó cổ hà giống như trở thành đối tượng ngưỡng mộ vô số cô gái ở Gia Mã Thánh Thành. Tiêu Viêm hơi hơi gật đầu mỉm cười rồi nói, đại hội này khi nào bắt đầu? 3 ngày sau. Tiêu Viêm lại hướng về phía hai người cười nói, 3 ngày sau ta sẽ tới nơi này tìm các ngươi làm thủ tục tham gia đại hội, phiền toái hai vị đại sư." Phấn Lan Khắc cười gật đầu nhắc nhở, được rồi, đoạn thời gian này chúng ta một mực ở nơi này, nếu có chuyện
nhớ tìm tới chúng ta. Tiêu Viêm cười cười, sau đó đứng dậy lướt qua bốn người bên trong gian phòng khom người hành lễ. Sau đó lấy băng tản mặt nạ áp lên khuôn mặt, trực tiếp chậm rãi đi ra khỏi căn phòng rộng lớn. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh hộ cho mình nhá. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo, quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện trước Đấu Phái Thương Khung phần 4 tập 28 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.